Kết quả lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 có thể đem đến tiếng thở phào cho các cổ động viên Việt Nam. Bảng tử thần không xuất hiện mà chúng ta chỉ phải chạm trán với những đối thủ rất quen mặt trong thời gian qua, bao gồm Malaysia, Lào, Myanmar và một đối thủ khác là Singapore. Ngoại trừ đội bóng từ đảo quốc sư tử, các cấp độ của bóng đá Việt Nam gần như đã liên tục thi đấu với 3 đội tuyển còn lại từ những giải đấu như U23 Đông Nam Á, SEA Games hay thậm chí cả AFF Cup lần trước. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gần như đã nắm bắt được lối chơi cũng như nhân sự của các đội bóng này trước khi giải đấu diễn ra. Nói là một chuyện nhưng khi phải đụng độ với những cầu thủ xuất sắc bên phía đối phương, Quế Ngọc Hải và các đồng đội vẫn cần những sự dè chừng và cẩn trọng nhất định. Đó là những cái tên nào? Hãy cùng điểm qua trong phần tới đây của video. Lukman Hakim chính là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Malaysia trong vài năm trở lại đây. Chàng trai sinh năm 2002 từng được The Guardian bầu chọn nằm trong top 60 sao trẻ đáng xem nhất của bóng đá thế giới năm 2019. Ngoài ra vào năm ngoái, The Goal cũng đánh giá Lukman Hakim là tài năng trẻ thuộc thế hệ Next Generation, một thế hệ cầu thủ mới nổi danh của bóng đá châu Á. Sự nghiệp của tiền đạo này bước sang một trang mới vào cuối tháng 9 năm 2019 khi anh chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Cotric, một câu lạc bộ đang chơi ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Đây là đội bóng do doanh nhân người Malaysia Vincent Tan sở hữu. Dù nhận về nhiều nhận định đi theo suất người nhà, nhưng với Lukman Hakim cũng như với nền bóng đá Malaysia nói riêng, việc được chơi bóng ở châu Âu cũng sẽ đem đến rất nhiều điều kiện phát triển về mặt cá nhân cũng như giúp họ nâng tầm cả một nền bóng đá. Từ đó đến nay, Lukman Hakim đã có một lần đá chính cho câu lạc bộ của Bỉ. Tài năng của Lukman Hakim được phát hiện từ rất sớm và được đôn lên thi đấu ở các đội U16, U19, U23 và giờ là đội tuyển quốc gia Malaysia. Còn nhớ ở AFF Cup 2020, chính tiền đạo này đã có ngay một suất đá chính trên hàng công dù mới 19 tuổi. Mãnh hổ của cựu huấn luyện viên Tan Chang Hu tạo ra nỗi thất vọng to lớn ở AFF Cup năm ngoái, nhưng Lukman Hakim vẫn là một niềm an ủi lớn với các cổ động viên của nước này. Còn ở SEA Games 31, chính U23 Việt Nam của thầy Park cũng đã có cơ hội kiểm chứng tài năng của Lukman Hakim. Tiền đạo đang chơi bóng tại Bỉ có nhiều pha đi bóng kỹ thuật khiến những trung vệ trẻ xuất sắc của U23 Việt Nam như là Thanh Bình hay Việt Anh đều rất vất vả để ngăn cản. Đẳng cấp của Lukman Hakim tiếp tục được duy trì tại vòng chung kết U23 châu Á khi họ lại phải chạm trán U23 Việt Nam thêm một lần nữa. Trong bối cảnh U23 Malaysia đã thất bại trước Hàn Quốc và Thái Lan, tiền đạo sinh năm 2002 vẫn là một điểm sáng trong hàng công của Malaysia. Dù vậy, huấn luyện viên Brad Maloney lại không sử dụng tiền đạo này ở trận đấu cuối cùng khi đội bóng của ông gặp thất bại 0-2 trước đội bóng huấn luyện viên Gom Oikun và rời giải. Sở hữu chiều cao 1m70 nhưng có thể hình dày, Lukman Hakim rất đáng gờm trong những pha đi bóng và đổi hướng đột ngột. Thăng bằng và trọng tâm thấp của tiền đạo này sẽ là vật cản cho những trung vệ có khả năng xoay sở chậm chạp. Ngoài ra, tốc độ và sự khéo léo của số 10 bên phía Malaysia cũng là một lưu ý để hàng thủ do Quế Ngọc Hải chỉ huy cần có thêm sự tập trung. Ngoài ra, Malaysia cũng vừa bổ sung thêm một ẩn số mới mang tên Lee Andrew Chuk. Cầu thủ người Anh đã chính thức có quốc tịch Malaysia và trở thành cầu thủ nhập tịch 100% khoác áo mãnh hổ. Ngay lập tức, huấn luyện viên Kim Pangol đang lên kế hoạch để đưa cầu thủ này vào danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2022, theo truyền thông nước này đăng tải. Lee Chuk năm nay đã 34 tuổi, chơi vị trí tiền vệ. Anh khởi nghiệp ở xứ sở sương mù nhưng không đạt được nhiều dấu ấn và phải dạt về Đông Nam Á. Tiền vệ cao 1m75 này có thâm niên 12 năm chơi bóng ở khu vực với một số các câu lạc bộ từ Thái Lan đến Malaysia. Hiện cầu thủ này đang khoác áo câu lạc bộ Sri Pahang và đã được Liên đoàn bóng đá Malaysia quy hoạch để trở thành tuyển thủ quốc gia nước này sau 2 năm nỗ lực xin quốc tịch. Cuối cùng, Lee Chuk cũng đã có được điều mình cần. Tức là tại AFF Cup sắp tới, Malaysia có thể sẽ đem đến nhiều cầu thủ nhập tịch. Họ đang có được Paula, thủ thành từng rút tung lưới tấn trưởng và có màn ăn mừng đầy khiêu khích tại vòng loại thứ hai của World Cup. Họ cũng có Sumare, chân chạy cánh gốc Gambia từng khiến Đoàn Văn Hậu vất vả tại AFF Cup 2018. Ngoài ra, trong tay mãnh hổ cũng đang có dàn cầu thủ Mã Kiều hùng hậu, nổi bật nhất là trung vệ Dion Khun. Đây hứa hẹn sẽ là một đối trọng với đội tuyển Việt Nam không chỉ tại bảng B mà còn ở hành trình lên ngôi tại AFF Cup năm nay. Nhắc đến đội tuyển Singapore là nhắc đến Ihsan Fandi, cầu thủ được coi là niềm tự hào của bóng đá nước này. Ihsan Fandi được yêu mến không chỉ bởi tài năng chơi bóng mà hình ảnh của anh đại diện cho một hành trình lột xác của bóng đá đảo quốc sư tử. Chúng ta thường biết đến bóng đá Singapore với chính sách nhập tịch cầu thủ. Họ từng 3 lần vô địch Đông Nam Á nhờ phương pháp này, nhưng bạn không thể mãi xây nhà từ nóc được. Điều đó dẫn đến sự sa sút của Singapore trong khoảng vài năm, cho đến khi họ ra đời một thế hệ cầu thủ mới và Ihsan Fandi là sản phẩm tiêu biểu nhất cho công tác đào tạo bóng đá trẻ của nước này. Con trai của huyền thoại bóng đá Fandi Ahmad từng có thời gian chơi bóng ở châu Âu trong màu áo câu lạc bộ Zef thuộc giải vô địch quốc gia Na Uy. Trong một mùa giải tại đây, chân sút sinh năm 99 đã đóng góp 7 bàn thắng trong 36 lần ra sân. Quan trọng hơn cả, việc được đào tạo một nền bóng đá tiên tiến giúp Ihsan Fandi phát triển được tư duy chơi bóng rất hiện đại, thứ sau này giúp anh trở nên hiệu quả hơn khi trở về Đông Nam Á thi đấu.
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Fandi đến vào cuối năm 2021, thời điểm nhà vô địch Thái Lịch, câu lạc bộ Pattern United đánh tiếng muốn chiêu mộ cầu thủ này. Trong đó, Ihsan Fandi từng tạo ra kỷ lục ghi 4 bàn thắng trong 11 phút và được ghi nhận là cú poker nhanh thứ hai trong lịch sử bóng đá thế kỷ 21. 4 bàn thắng của anh ghi vào lưới PT Prachuap vượt qua cả Kylian Mbappe và chỉ đứng sau 5 bàn thắng trong 9 phút của Lewandowski vào lưới Wolfsburg năm 2016. Dù mới 23 tuổi nhưng Ihsan Fandi đã trở thành trụ cột của bóng đá Singapore với 31 lần ra sân và ghi được 16 bàn thắng. AFF Cup 2020 chính là thời điểm Ihsan Fandi bước ra ánh sáng với cú đúp trong trận mở màn gặp Myanmar. Hai bàn thắng ấy hội tụ tất cả những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo này: khả năng bứt tốc, sức cản lướt và kỹ năng dứt điểm đa dạng bằng chân và bằng đầu. Ngoài Lukman Hakim thì đây cũng là một tiền đạo nguy hiểm mà hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt đề phòng. Những trung vệ có chiều cao tốt như Thành Trung hay Việt Anh sẽ rất hữu dụng trong việc bảo vệ không phận của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, lối đá phản công nhanh của đội tuyển Singapore dựa rất nhiều vào tốc độ của Ihsan Fandi cũng cần huấn luyện viên Park Hang-seo bố trí một phòng tuyến để bẻ gãy trước khi nó kịp tạo ra một tình huống nguy hiểm. Ở mặt trận còn lại, thầy Park cũng cần phải căn dặn rất kỹ với những chân sút như Tiến Linh hay Tuấn Hải vì họ sẽ phải đối mặt với sự tinh quái của Safuan Baharudin. Trung vệ sinh năm 1991 được mệnh danh là trái tim nơi hàng thủ của Singapore với khả năng đọc tình huống cùng sự bình tĩnh, chỉ đạo hàng phòng thủ tương đối ấn tượng. Khởi nghiệp là một tiền đạo nên Baharudin như đọc được suy nghĩ của các chân sút bên phía đối thủ, thậm chí kinh nghiệm của cầu thủ này còn được củng cố bằng quãng thời gian chơi bóng tại Australia. Dù chỉ gắn bó với Melbourne City trong vòng 3 tháng theo một bản hợp đồng cho mượn, nhưng trung vệ này đã kịp để lại dấu ấn bằng 2 bàn thắng. Bạn biết đấy, ghi bàn tại giải bóng đá hàng đầu châu Á với một trung vệ là điều không hề đơn giản. Đáng tiếc là chấn thương đã cướp đi cơ hội tiếp tục được chơi bóng ở một giải đấu hàng đầu như vậy. Kinh nghiệm và sự chắc chắn của Baharudin từng được thể hiện ở AFF Cup 2020. Các cổ viên Singapore đang rất mong điều này sẽ được tái hiện tại AFF Cup 2022, đặc biệt khi họ phải rơi vào một bảng đấu với nhiều đối thủ nặng ký như đội tuyển Việt Nam hay là Malaysia. Có lẽ cầu thủ của đội tuyển quốc gia Lào chẳng còn quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam bởi lần đụng độ trước tại AFF Cup 2020 chính là trận đấu debut của Bialy trong màu áo đội tuyển Lào. Đáng tiếc là cái nghén từ Pháp không thể đem đến mùa xuân cho bóng đá Lào, thậm chí Bialy còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trong tình huống đối mặt với Nguyên Mạnh. Đó là thời điểm chân sút sinh năm 1990 mới chỉ về nước và có quá ít thời gian để hòa nhập với các đồng đội. Giờ thì mọi chuyện sẽ rất khác khi Bialy đã chính thức chơi bóng tại Đông Nam Á trong màu áo câu lạc bộ Pri Pahang thuộc giải vô địch quốc gia Malaysia. Dù chưa được ra sân nhưng với Bialy, việc được thích nghi với nền bóng đá trong khu vực sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của cầu thủ này. Bước vào AFF Cup 2022, Bialy cùng Vuong Chiang Kham vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của huấn luyện viên Michael Woods. Sự nguy hiểm của Vuong Chiang Kham là điều đội tuyển Việt Nam đã từng được đối mặt, nhưng với một Bialy phiên bản Đông Nam Á, mọi thứ không thể chủ quan. Đó là một vài ngôi sao có thể đem đến sự nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, nếu thi đấu đúng như sự kỳ vọng, đội bóng của thầy Park có đủ khả năng để vô hiệu hóa những mối nguy này và đủ sức giành ngôi đầu bảng B tại AFF Cup 2022.